Đó, cô chú coi chay nè, bây giờ đeo bắt kiến cho nó nè. Đeo bắt kiến cho trong này uống thuốc nữa nè. Đó. Lên lửa đây coi, lên lửa ra coi. Con chó thở sao, chó thở sao? Chó thở vậy nè. Ngon quá, rồi uống vô thích chứ. Dễ thương quá. Đeo bắt kiến được, gái quá thì thôi. Bắt kiến mà không có trồng. Kiến thời trang. Kiến thời trang, kiến này đeo chỉ đồng, chỉ làm màu thôi chứ không có trồng. Ai nhá, đau mẹ. Còn có bắt uống thuốc rồi. Không biết nó bắt uống thuốc rồi là nó đang. Không biết rồi nó đang bắt uống thuốc rồi, nó đang bắt làm gì nữa. Trời ơi, con bắt kiến, trời ơi. Trời ơi, cái sữa bắt kiến lại. Trời ơi, sương quá. Hai mươi cho nó bộ này ta. Gái quá, đẹp đẹp gái luôn. Ủa, con nét dễ sợ không? Và dáng dễ. Ôi đất ơi. Con chó thở sao? Chó thở sao? Ow, con chó. Ui da. No. Rồi rồi. Trời, mới đổ đồ chơi ra, bây giờ mới vô cái thao, mới nằm luôn nè cô chú ơi. Đó. Cái con chay này là tao quýnh nè. Nghe chưa? Đừng có ai chơi với con chay, nó đi nghỉ chơi, nó đi nó vô duyên quá. Tự nhiên người ta đang ngồi quýnh ta, cái màu đó màu gì chay, màu đó màu gì con? Ôi xì. Đúng màu đó, màu cam. Trời ơi, gì màu cam sao, ôi xì. Orange. Orange đó, mà cái ôi xì mà cái đúng. Ngọc biết cái ý đó được rồi. Ôi xì, ôi xì là bánh xì nát mà. Bảo, ủa, Vinh Sình nó có biết màu chưa Bảo? Chưa. Màu trắng. Bỏ áo vô thùng, Bảo biết màu à? Bảo nó màu gì con? Màu cái kiến hả? Màu gì đó, màu gì nữa? Màu đó màu gì? Green, đúng rồi, màu xanh. No, red. Con kiến đừng có đụng con kiến chi, kệ nó đi. Thổi nó xuống thôi con, kệ nó đi. Màu gì? Green, đúng rồi. Màu gì? Oxy, đúng rồi. YouTuber mặc cái áo, hai cái áo lật lì lật lội, một cái áo màu đen và cái quần màu đủ thứ màu. Ba Di nè, Ba Di tội nghiệp ăn là bị đánh biết luôn. Mà sao nó lạ vậy ta, tự nhiên đi ngang qua người ta không làm gì, nó quẹt ta liền là sao? Chúng ta không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau. Phải không chay? Ba Quy đâu chay, Ba Quy đâu? Bà Quy. Bà Quy. Rồi cho cô chú coi đi. Màu gì? Đúng Bà Quy hả? Số mũi tới nay cũng chưa hết. Hai đứa bây giờ giật nhau hay gì? Đó, coi được không? Coi mẹ, coi mẹ. Bảo coi, Bảo. Chết ngủ ối. Đây. Rồi, nằm xuống, cây leo lên, cái ra cậu gió cho anh hai hay gì vậy? Trời, tự nhiên đi hung đích người ta, vô lý. Chạy ơi, chạy kìa, leo lên anh hai kìa. Đừng bóp đích người ta nghe. Trời ơi, hung bụng anh hai, hung lưng anh hai kìa. Thương không? Cho chạy với anh hai, gửi anh chạy với anh hai nhà trẻ nha.
cho ở nhà cho thoải mái bớt nha, chứ ở nhà đi. Trai đi học, đi học chàng trẻ Việt Nam không? Đi không? Cột tóc lại không Trai, con có cột tóc lại không? Đây con đi cho hồi đi cho cột tóc hết rồi. Uống nước chưa? Okay. Uống nước chưa Thảo? Không chịu uống. Ơi. Có chính kiến lắm á, người ta không muốn uống là đừng có kép người ta đó. No, nhiều quá. Vậy Thảo lấy cho Trai mấy bài học cho nó dễ. Biết không, biết chỗ đấy không? Không Thảo giờ sao về nhà này nó làm dữ ta. Mày quay clip rồi để post lên luôn. Đây đầu bù tóc rối rồi. Thôi rồi. Coi coi kìa, coi kìa, con đứng dưới cái quạt nó coi coi chịu đổi với ba không. Điều qua xa tới. Ngồi đợi 3 tiếng ngồi. Xỉu. Rồi ngồi xuống. Ô hồ là lấy cái tùng lấy cho nè, cho đây nè. Chùi chùi mũi nó cái giờ còn chùi mũi nó cái dùng chị không? Uống mấy ngày chưa xong chứ người ta từng để mới hết. Trời đất ơi. Lấy ra đi, lấy ra chơi nữa đi con. Đây. Chơi bữa nay là quá trời cô qua luôn cô chú ơi. Đó rồi, đã đổ ra ra nữa rồi đó. Cột chơi cột ấy đi đi xong lấy cho nó chắc chắc xong rồi cột cái kia làm sao nó mới dính. Cột hai xin thứ cột hai chùm á. Cái lượt hả? Cái lượt đâu? Thôi khỏi lượt đi. Giờ mà đứng lên thì lấy lượt cho nên là nó đứng lại nó đứng dậy luôn. Ê trời ơi. Đó đó đó. Trời ơi. Cô có đầu tóc cho nó là một cái sự gian nan vất vả. Thì cháu cục mà. Đúng không Trai? Cháu cục mà. Ê Trai trụ. Ồ đau. Đau quá nè. Đau. Trời ơi. Đau mà. Sẽ hết luôn. Vậy luôn hả Thảo? Có bao nhiêu kẹp cứ bỏ hết lên đầu em đi. Thầy. Chạy đi đông đu thệt. Thôi đất ơi đó, mỗi cô kẹp cho một cái. Ủa cái này là cái gì ta? Không, cái đó là cái gì vậy? Cái này là cái gì ta? Chưa. Chắc dán lên áo quá. Phải không? À, đẹp chưa? Ủa? Chị nó đi vô mẹ tắm rồi nó mới mẻ nữa. Wow. Điên chơi. Nhẫn này, nhẫn này, nhẫn nè. Tôi nhẫn vô, đâu nhẫn vô. Wow. Cái này vô này, kẹp cái này vô. Miêu miêu kìa. Để cho nó quăng. Cái này hả? Ý là mày để cho nó quăng hả? Hey, oh please. Oh wow. Hả? Để trời ăn ăn ngon quá quay kìa. Ăn mà đứng bên càng luôn mới biết rồi. Đừng có đã bên ly nha. Ê tại nhà tại cái đó thấy chưa? Cô vô lý không? Trời ơi thấy không? Chay giống y như là một diễn viên, cô chú ai cũng cầm điện thoại lên quay. Trời ơi, tự cầm selfie đi, tự cầm selfie đi. Đó nó quay đó. Quay camera lại. Ừ, quay camera lại, quay camera lại, nó biết tự quay nó đó, quay camera lại. Ồ. Ai đó? Trời biết bấm nút hôm, biết bấm nút hôm luôn. Nói cô làm cho Chay dấu vân tay đi. Gỡ Út ơi, gỡ Út đi Chay, hello đi Chay. Đau đầu thì chứ. Không, nó bấm hồi chị sợ nó bị cái lóc cái mày. Mà mở bát luôn rồi. Vincent. Cái điện mở nó mở bát luôn rồi. Thử nó tự mở luôn hả? Tại sao nó mở được?
đưa lại cho cô đi con. Em mở được ảnh thành chay không nè. Đưa điện thoại cho cô đi con. Thôi bánh. Bánh. Nè cho Thảo ăn lên Thảo. Ủa chay đâu ta? Chay đâu? Ủa chay đâu ta? Chay ơi. Ừ, đóng cái cửa này lại khỏe bớt nè. Thôi chạy ra. Chưa, nãy giờ chưa chụp được tấm hình nào. Làm gì vậy? Quay đi sợ không chịu quay gì đâu nhỉ? Quay lên quay á. Quay chị Ngọc cái quay chị qua. Quay chị qua chị. Chị giờ đang sửa khóa hả? Đang học cách sửa khóa hả chị? Rồi cầm nữa. Rồi, giờ luôn đi. Bảy anh hai quýnh con hả? Anh hai quýnh con, hai kỳ quá à. Đừng có chơi với anh hai nữa. Đừng có chơi với anh hai nữa con. Rồi xong rồi, về đầu tóc xong rồi đó. Để cô gửi cho con, để cô làm cho. Đứng lại cô làm cho con. Con lại đi. Đi đi con, rồi dừng dắp kìa, dắp cái kìa. Rồi coi cái tay dính gì nè, coi tay dính gì nè. Yêu, dính gì á? Tay dính gì á? Bụi đó, dính bụi đó. Ăn đi con, ăn băng bắp đi con. Đây coi chú Tùng làm gì vậy? Coi chú Tùng nướng bắp hay làm gì vậy? Cậu Tùng chứ. Ăn gì vậy? Cô cho ăn gì vậy? Qua ăn mấy muối luôn mà khoái. Ủa ra biết ăn mít hả cô? Nào giờ con chưa cho ăn mít á. Ăn được không? Hôm qua ăn 3 muối luôn mà. Trời đã ta. Tính ra nếu nhà em ở đây chắc em ở bên trên gì mà ở nhà. Cô này cũng coi gia đình này. Cô coi gia đình trước khi mà biết là nhà chị đây luôn á. Coi chừng chó ăn cái vậy chay nha. Ăn đi con, ăn băng bắp đi con. Đây coi chú Tùng làm gì vậy? Coi chú Tùng nướng bắp hay làm gì vậy? Cậu Tùng chứ. Ăn gì vậy? Cô cho ăn gì vậy? Qua ăn mấy muối luôn mà khoái. Ủa ra biết ăn mít hả cô? Nào giờ con chưa cho ăn mít á. Ăn được không? Hôm qua ăn 3 muối luôn mà. Trời đã ta. Tính ra nếu nhà em ở đây chắc em ở bên trên gì mà ở nhà. Cô này cũng coi gia đình này. Cô coi gia đình trước khi mà biết là nhà chị đây luôn á. Coi chừng chó ăn cái vậy chơi nha. Hôm bữa tao ướt gì nhà tao.